Trong suốt những ngày tháng ôn luyện thì các thí sinh luôn có sự quan tâm, đồng hành của thầy cô giáo, cha mẹ, người thân. Trước khi bước vào kỳ thi quan trọng, các giáo viên và phụ huynh gửi nhiều lời chúc, lời động viên tinh thần đến các em. Tin rằng tình cảm yêu thương từ nhà trường, gia đình sẽ tiếp thêm sức mạnh để mỗi thí sinh đều đạt được nguyện vọng như đăng ký xét tuyển. Thầy xin chúc các em thật bình tĩnh, tự tin và hãy ăn uống, nghỉ ngủ thật là đầy đủ để có thể làm bài thật tốt và đem được kết quả cao nhất cho bản thân mình. Chúc các bạn luôn bình tĩnh, tự tin và thật sự tập trung để đạt được kết quả cao nhất. Thì hy vọng là cháu sẽ đạt cái thành tích cao nhất thôi. Thì cháu sẽ cố gắng hết mình, thì thành tích bao nhiêu không quan trọng. Bố mẹ thì luôn luôn ở bên cạnh con để động viên các con. Mong muốn các cháu sẽ cố gắng hết mức, tỏa sáng và thành công trong cái ước mơ mà mình đã lựa chọn.